Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Đưa tin thất thiệt về Sư Thích Minh Tuệ, nhiều người bị xử lý nghiêm. Thông tin sai sự thật về hiện tượng Sư Thích Minh Tuệ không chỉ gây hại cho những người bị nhắm đến mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng. Vừa qua, hàng loạt YouTuber, TikToker đã bị cơ quan chức năng xử lý về hành vi đăng tải thông tin gây hoang mang trong dư luận. Đây là một bước đi cần thiết và kịp thời để ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc, bịa đặt thông tin sai sự thật. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đã đưa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà NTTA, tên viết tắt 49 tuổi, cư trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Bà NTTA bị phạt 5 triệu đồng do hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của chính quyền và người dân địa phương. Vào cuối tháng 5 năm 2024, ông Lê Anh Tú, người mang pháp danh Thích Minh Tuệ, bắt đầu hành trì bộ hành qua huyện Vĩnh Linh. Ông Tú, một nhân vật nổi tiếng trong giới Phật tử, đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Khi đoàn của ông đến xã Hiền Thành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp đón và có buổi trao đổi với ông. Sự kiện này nhanh chóng được ghi lại và đăng tải lên các mạng xã hội. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sự xuất hiện của ông Tú cùng đoàn tùy tùng đã trở thành tâm điểm của những câu chuyện xuyên tạc, bịa đặt. Những đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ này bị chỉnh sửa, thêm thắt để tạo ra những nội dung sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận. Sau cuộc gặp gỡ tại xã Hiền Thành, một số cá nhân đã lợi dụng các video để đăng tải thông tin sai sự thật. Nội dung xuyên tạc, bịa đặt này nhằm vào cấp ủy, chính quyền và người dân tỉnh Quảng Trị. Những thông tin không đúng sự thật này không chỉ làm méo mó hình ảnh của lãnh đạo địa phương mà còn gây tổn hại đến danh dự của người dân nơi đây. Các video được chỉnh sửa và phát tán trên các trang mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ. Những bình luận ác ý, thiếu căn cứ bắt đầu lan tràn, tạo nên một làn sóng dư luận tiêu cực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân mà còn làm giảm uy tín của chính quyền địa phương trong mắt công chúng. Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc quyết liệt. Sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, cơ quan này đã xác định bà NTTA là một trong những người có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Quyết định xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng được đưa ra nhằm răn đe và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai. Bên cạnh đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý thêm 16 trường hợp khác có hành vi tương tự. Đây là một nỗ lực lớn của cơ quan chức năng nhằm bảo vệ uy tín và danh dự của chính quyền và người dân Quảng Trị. Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã làm việc với chủ một kênh YouTube đăng tải các clip giật tít câu view liên quan đến đoàn đi bộ với Sư Minh Tuệ. Cụ thể, chiều ngày 3 tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an xã Hương Thọ đã làm việc với chủ kênh YouTube để làm rõ về hành vi vi phạm. Theo đó, vào ngày 2 tháng 6, kênh YouTube 15 giây Bình Dương do ông Nguyễn Văn Tê, tên viết tắt 34 tuổi, ở xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương quản lý, đã đăng tải các video quay hình ảnh liên quan đến đoàn đi bộ với Sư Minh Tuệ. Tuy nhiên, các video này đăng tải có tiêu đề, ảnh bìa thể hiện nội dung giật tít, câu view, thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự địa phương, gây hoang mang trong nhân dân. Sau buổi làm việc, Nguyễn Văn Tê đã nhận thức được việc đăng tải các nội dung trên đã tạo sự hiếu kỳ, tò mò, khiến người dân tụ tập đông người, làm cản trở giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Nguyễn Văn Tê đã viết bản tường trình và cam đoan không tái diễn việc làm tương tự, đồng thời chịu mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Nguyễn Văn Tê gỡ bỏ các video đã đăng tải trên các kênh YouTube và mạng xã hội. Từ những vụ việc trên có thể thấy rằng những hệ lụy từ việc lan truyền thông tin sai sự thật là vô cùng nghiêm trọng. Chúng không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của những người bị nhắm đến mà còn làm xáo trộn tâm lý và niềm tin của cộng đồng. Thông tin sai sự thật có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, làm tổn hại đến sự ổn định và trật tự xã hội. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thọ Lê Văn Thìn, tối ngày 2 tháng 6, ông Lê Anh Tú và đoàn người đi bộ khất thực đã rời khỏi địa bàn xã.
và người dân đi theo cũng đã giải tán, không còn tụ tập. Trước đó, theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, vào sáng ngày 3 tháng 6, ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ban Tôn giáo Chính phủ cung cấp thông tin rằng ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Hiện không có địa chỉ cư trú cố định và chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định rằng ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo và bản thân ông Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là một công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu và thực hành hạnh khất thực, đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và không gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ, xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và đang đi chiều ngược trở lại. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này, đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi theo ông, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, một người đàn ông trong đoàn tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Ngày 2 tháng 6, có hai người phụ nữ trong đoàn cũng bị sốc nhiệt, đuối sức và nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa hai người phụ nữ này đến bệnh viện để điều trị. Tỉnh táo trước âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo qua vụ sư Thích Minh Tuệ. Có thể thấy rằng thời gian qua, tràn ngập trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua là vô số các video clip ghi lại hình ảnh đoàn người tu hành theo sư Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực dọc các tỉnh miền Trung. Nếu như ban đầu nhóm người này mới chỉ thưa thớt vài ba người, di chuyển không quá ồn ào, song do hiệu ứng đám đông nên số người tham gia ngày càng đông, có lúc lên tới trên 70 người. Việc tu tập, thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Song một số cá nhân tham gia mạng xã hội đã đẩy sự việc lên quá mức. Về sư Thích Minh Tuệ gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa, tôn sùng ông như Đức Phật tái thế. Từ đây sự việc trở nên ồn ào quá mức khi nhất cử nhất động của đoàn tu hành đều được hàng trăm YouTuber, TikToker, Facebooker ghi lại. Bình tĩnh suy xét, chúng ta đều thấy rằng người được gọi là sư Thích Minh Tuệ vốn dĩ là một người bình thường đang tự tu học. Tuy nhiên, trước sự can dự quá mức của mạng xã hội đã khiến cho sự việc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, bất chấp lời giải bày chân thành của cá nhân ông. Còn chả phải là sư hay thầy gì cả, còn chỉ là một công dân Việt Nam, học tập theo lời Phật dạy thôi. Mặc dù vậy, hàng chục, thậm chí cả trăm người sản xuất nội dung số trên nền tảng mạng xã hội bỗng thấy đây là miếng mồi béo bở để kiếm tiền, nên đã đổ xô theo chân thầy để live stream, gây ra sự hỗn loạn. Kéo theo đó là hàng ngàn người dân do tò mò, hiếu kỳ hoặc trở nên sùng bái quá mức với sư Thích Minh Tuệ nên đã tràn ra đường, tranh giành, xô đẩy, to tiếng với nhau để được nhìn, được chụp ảnh, thậm chí được chạm vào sư Thích Minh Tuệ, khiến cho cảnh tượng hỗn loạn thường xuyên diễn ra. Lực lượng chức năng địa phương vất vả phân luồng giao thông cũng như bảo đảm trật tự dọc tuyến đường mà nhóm tu hành này đi qua. Cảm thấy bất ổn với sự quan tâm thái quá của đám đông hiếu kỳ, nhiều lần ông Tú đã bày tỏ rằng mình không cần ai đi theo hộ pháp và cũng khuyên mọi người trở về làm công việc của mình. Song nguyện vọng này của ông không thể làm giảm nhiệt đám đông. Tình hình có dấu hiệu ngày càng căng thẳng, khó kiểm soát. Mặt khác, việc thu hút một đám đông đi theo sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, đồng thời gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính cá nhân ông Tú. Bởi vậy, quyết định dừng việc bộ hành khất thực ở thời điểm này để chuyển sang ẩn tu của ông Lê Anh Tú là sáng suốt, cần thiết và cũng cần được tôn trọng. Nguy hại hơn, một số nhóm đối tượng chống phá phản động đã lập tức lợi dụng sự việc này để xuyên tạc chính sách tôn giáo ở Việt Nam, như việc đưa tin sai sự thật về việc phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo, bịa đặt sư Thích Minh Tuệ bị bắt, cưỡng bức buộc phải dừng việc tu tập. Từ đó đã tạo cơ hội cho một số đối tượng chống phá, ra sức bình luận, bóp méo bản chất sự việc nhằm gây mâu thuẫn, chia rẽ các tôn giáo với chính quyền, kích động người dân.
luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo, tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. Điều 6 luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Song cũng kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo để gây bất ổn xã hội, chống phá chế độ. Tại khoản 3 điều 24 Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định rõ, không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Đồng thời, tại điều 5 luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó đáng chú ý là các nội dung xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Thực tế này đòi hỏi người dân trong quá trình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của cá nhân cần thận trọng, tỉnh táo, không cho kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Lợi dụng hình ảnh sư Thích Minh Tuệ, chiêu trò truyền thông độc hại. Không khó để có thể nhận ra một điều, những ngày qua mạng xã hội đã ngập tràn hình ảnh và video clip về đoàn người tu hành theo chân sư Thích Minh Tuệ đi bộ khất thực dọc các tỉnh miền Trung, rồi sau đó xuất hiện lác đác ở một số tỉnh Tây Nguyên khi ông Minh Tuệ tự nguyện tách khỏi đoàn bộ hành, trở về quê nhà Gia Lai. Ban đầu nhóm người này chỉ gồm vài ba người, di chuyển khá lặng lẽ. Tuy nhiên, hiệu ứng đám đông đã khiến số người tham gia ngày càng đông, có lúc lên tới hơn 70 người. Việc tu tập và thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng của người dân và được pháp luật bảo hộ. Tuy nhiên, một số cá nhân trên mạng xã hội đã đẩy sự việc lên quá mức, tôn sùng ông Thích Minh Tuệ như Đức Phật tái thế. Khi hình ảnh của sư Minh Tuệ trở nên xôn xao trên mạng, cũng là lúc bùng nổ một làn sóng truyền thông mạng xã hội nhắm vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các nhà tu hành Phật giáo và tín đồ đạo Phật. Nhiều bài đăng, video clip được cắt ghép và đăng tải với nội dung so sánh phiến diện, tiêu cực nhằm chỉ trích, phỉ báng, làm xói mòn niềm tin, chia rẽ cộng đồng Phật tử và hạ uy tín Phật giáo trong nước. Không ít Facebooker, TikToker, YouTuber và cả những influencer đã tung ra nhiều bài đăng, video clip phỉ báng, miệt thị chư tăng ở các chùa to Phật lớn, kèm theo luận điệu rằng tu hành kiểu không chùa, không cúng dường, từ bỏ vật chất như ông Minh Tuệ mới là thanh tịnh, là chân tu. Đây là một sự so sánh nguy hiểm khi họ cố tình lấy một số ít hiện tượng để đánh đồng, bôi xấu hình ảnh Phật giáo và tăng sĩ Phật giáo, đồng thời công kích tín đồ Phật giáo là mê muội khi nghe giảng Phật pháp, cúng dường tam bảo. Hiện tượng Thích Minh Tuệ đã trở thành cơ hội để các thế lực thù địch, những phần tử bất mãn lợi dụng truyền thông xã hội để chia rẽ, hạ uy tín cộng đồng Phật giáo. Hậu quả nhãn tiền là mạng xã hội và một bộ phận người dân can dự quá mức vào đời sống riêng tư của một cá nhân. Hàng chục, thậm chí cả trăm người sản xuất nội dung số trên nền tảng mạng xã hội đã xem đây là miếng mồi béo bở để kiếm tiền, khiến cảnh tượng hỗn loạn thường xuyên diễn ra. Đám đông tò mò, hiếu kỳ hoặc quá sùng bái sư Thích Minh Tuệ đã tràn ra đường, tranh giành, xô đẩy, to tiếng với nhau để được nhìn, chụp ảnh, thậm chí chạm vào sư Thích Minh Tuệ. Lực lượng chức năng địa phương vất vả phân luồng giao thông và đảm bảo trật tự dọc tuyến đường mà nhóm tu hành đi qua. Ông Thích Minh Tuệ đã nhiều lần bày tỏ rằng mình không cần ai đi theo hộ pháp và khuyên mọi người trở về làm công việc của mình. Nhưng nguyện vọng này không thể làm giảm nhiệt đám đông. Ông Lê Anh Tú với nhận thức rõ về quyền và nghĩa vụ của công dân đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Hành động này nhận được sự đồng tình của nhiều người bởi chuyến đi bộ kéo dài trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Tú và những người đồng hành. Mặt khác, việc thu hút đám đông đi theo làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, đồng thời gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của ông Tú. Chính sách của Đảng và hệ thống pháp luật về tôn giáo luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân. Tuy nhiên, mọi cá nhân và tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Những hoạt động tôn giáo ích nước lợi dân, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng, hợp pháp của tín đồ được đảm bảo. Ngược lại, mọi hành vi lợi dụng tôn giáo để làm mất trật tự an toàn xã hội, phá hoại chính sách đoàn kết toàn dân, chống phá chính sách của Đảng, nhà nước hay gây tổn hại các giá trị đạo đức, lối sống, văn hóa của dân tộc đều bị xử lý theo pháp luật. Hiện tượng Thích Minh Tuệ và đoàn khất thực của ông đã tạo ra nhiều dư luận trái chiều trên mạng xã hội. Việc tu tập và thực hành giáo lý nhà Phật là nhu cầu chính đáng và được pháp luật bảo hộ, nhưng sự lợi dụng truyền thông để gây chia rẽ, phỉ báng và làm xói mòn niềm tin của cộng đồng Phật tử là không thể chấp nhận. Người dân và những người theo dõi cần có cái nhìn khách quan, tỉnh táo để không bị cuốn vào những thông tin sai lệch, đồng thời tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mỗi cá nhân và tuân thủ pháp luật. Việt Nam luôn đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi công dân, nhưng cũng yêu cầu mọi hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Trong bối cảnh truyền thông hiện nay, việc truyền tải thông tin chính xác, khách quan và có trách nhiệm là điều hết sức quan trọng để tránh những hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Mạng xã hội như con dao hai lưỡi, bên cạnh những mặt tích cực, nó cũng bộc lộ nhiều vấn đề nhức nhối về mặt đạo đức và văn hóa. Một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để trục lợi cá nhân, bất chấp các giá trị đạo đức, văn hóa cộng đồng. Việc sử dụng ngôn ngữ thô tục, xúc phạm, chia sẻ hình ảnh phản cảm, livestream câu view bằng những hành động nguy hiểm là những biểu hiện lệch chuẩn, thiếu văn hóa trên mạng xã hội. Thay vào đó, việc đăng tải, chia sẻ những video, clip có nội dung tiêu cực, phản cảm cũng góp phần ảnh hưởng xấu đến nhận thức và hành vi, đặc biệt là giới trẻ. Theo nhà báo Đỗ Thiện, thư ký tòa soạn, trưởng ban media báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Gen Z là những người sinh ra trong thời đại bùng nổ của công nghệ số, mạng xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội hiện nay thu hút lượng lớn giới trẻ tham gia với nhiều mục đích khác nhau như mua sắm, tìm hiểu các sản phẩm dịch vụ, xem thông tin qua video, nắm bắt tin tức. Trong một cuộc khảo sát tháng 8 năm 2022 với một bộ phận giới trẻ Gen Z ở khu vực châu Âu, 60% người được hỏi cho biết họ không bao giờ đọc báo mà họ hầu như đọc và theo dõi thông tin qua mạng xã hội. Nhà báo Đỗ Thiện nhấn mạnh những khái niệm sinh viên cần nắm và cần biết khi sử dụng mạng xã hội. Bởi vì nếu không hiểu rõ thì bất cứ ai, ngay cả những người làm báo chuyên nghiệp, những trí thức cũng mắc bẫy và bị xử lý theo các quy định của pháp luật. Cụ thể đó là phát ngôn không phù hợp, bắt nạt trên mạng, tin giả, thông tin sai lệch do vô tình hoặc do cố ý tạo ra. Ngoài ra, một số tác động đằng sau các bài viết trên mạng có thể vì yếu tố văn hóa, yếu tố chính trị, yếu tố kinh tế để kiếm tiền, kinh doanh hoặc những yếu tố khác, tôn giáo, bệnh tâm thần. Vì vậy, nếu sinh viên chưa hiểu rõ bản chất vấn đề thì cần tập tư duy phản biện, tránh vội tin và phụ thuộc thông tin trên mạng xã hội. Nhà báo Nguyễn Thanh Tùng, trưởng ban kinh tế đô thị, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng có quan điểm tương đồng khi cho rằng hiện nay có nhiều nền tảng mạng xã hội đang được giới trẻ sử dụng phổ biến như Facebook, YouTube, TikTok, Zalo, Instagram. Trong đó, việc phát trực tiếp trên mạng ngày càng phổ biến và có những Facebooker thu hút lượng lớn người theo dõi, tạo nên những cơn địa chấn truyền thông. Do đó, nhà báo Thanh Tùng khuyến cáo sinh viên cần có sức đề kháng với những thông tin trên mạng xã hội, cần biết giới hạn an toàn và không an toàn, nắm rõ các quy định pháp lý để không xảy ra những rủi ro đáng tiếc. Sinh viên phải biết chọn lọc thông tin khi phát ngôn, sử dụng mạng xã hội, tránh viết bài, bình luận với những vấn đề nhạy cảm như phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tránh phát tán thông tin, bình phẩm các thông tin liên quan mà mình chưa hiểu rõ, tránh xúc phạm hay phỉ báng cá nhân hoặc tổ chức khác, tránh tham gia bình luận thông tin sai sự thật, gây thiệt hại cho kinh tế, xã hội, các hoạt động xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. Cũng theo nhà báo Thanh Tùng, sinh viên cần tỉnh táo khi sử dụng mạng xã hội, cần có những giới hạn trong bình luận, phát ngôn, chia sẻ, vì tất cả những chia sẻ, hành vi dù trên mạng nhưng đều được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật như luật an ninh mạng, bộ luật dân sự, bộ luật hình sự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!